Cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ màn hình của đài 51.3. Chúng tôi đang ở trong phần hội thoại chân dung người lính. Và người phỏng vấn của chúng tôi hôm nay là phi công Vĩnh Hiếu. Anh về từ Florida. Kính thưa quý vị, anh Vĩnh Hiếu bước vào đời sống quân đội vào năm 1968. Và từ cái mốc thời gian đó trở đi, cuộc chiến của chúng ta ngày càng sôi động. Và trong cuốn sách anh vừa phát hành là tập hồi ký Trên Vòm Trời Lửa Đạn, chúng tôi đọc rất nhiều bài viết anh kể những trận đánh anh đã kinh qua trên hàng chục chiến trường của miền Tây Nguyên của quân khu 2. Và tôi nghĩ rằng trong những bài viết đó tôi thấy anh kể những trận anh mang quả tiễn đi đánh để giúp cho những lực lượng bộ binh nằm ở dưới các tiền đồn. Thì anh nghĩ gì khi mà anh bay trên vùng trời đó, anh nhìn thấy cái sự chiến đấu của những lính bộ binh, thì anh nghĩ gì về cái quân lực Việt Nam Cộng hòa của mình? Bởi vì anh chỉ có 7 năm ngắn ngủi trong cuộc đời quân ngũ, nhưng mà anh chiến đấu rất là có một cái background rất là dày. Thưa chị, cái 7 năm của tôi là thật sự ra trong giai đoạn mà cuộc chiến nó lên đến cái giai đoạn khốc liệt nhất. Và tôi liên tục yểm trợ những phi vụ không có ngưng nghỉ, cho nên là tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của chiến trường. Và đặc biệt rằng tôi nhận thấy từ ở trên góc độ của một người hoa tiêu trực thăng võ trang nhìn xuống, và tôi đã yểm trợ rất nhiều binh chủng, nhà dù, trực lục chiến, biên đồng quân, bộ binh, những sư đoàn thiện chiến, thì tôi thấy rằng cái tinh thần chiến đấu của họ rất là anh dũng và sẵn sàng chiến đấu đương đầu quân thù. Là những đơn vị mà tôi, những mặt trận mà tôi đến gần họ, tôi rất cảm phục cái sự hy sinh của họ, chiến đấu rất cao. Cho nên tôi rất nhìn lúc rất buồn và rất tủi nhục khi nghĩ rằng một số người đang nghĩ rằng quân ta đã không chiến đấu hết lòng. Cái đó là một quan niệm sai lầm, một cái quan niệm phiến diện rất là hạn hẹp. Tôi muốn rằng cuốn sách đây, bởi vì tôi phải đưa lên cuốn sách này để nói rằng cho hậu thế mai sau thấy rằng cái quân lực Việt Nam Hòa không phải như thế, và lịch sử phải điều chỉnh lại cái lối nhìn của về cái quân lực Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Thưa anh, tôi có một câu thắc mắc thứ hai là trong trang 154 của cuốn Trên Vòm Trời Lửa Đạn do anh làm tác giả, và cái tiết mục đó là Người Ở Lại Charlie, thì anh có kể lại cái cảm nghĩ của anh khi anh bỏ những viên đạn cuối cùng trên cái đỉnh đồi mà nơi đó đại tá Nguyễn Đình Bảo đương tử thủ của lữ đoàn dù. Thì cũng trong một cuốn sách là có tên là Tướng Lê Văn Hưng và những sự thật không bao giờ tiết lộ của ông Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng, thì cũng có một trường hợp tương tự xảy ra, kể lại khi ông Trung tá Trần Đăng Khoa, trung đoàn phó của trung đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh, yêu cầu tướng Lê Văn Hưng lúc đó đứng bay thị sát mặt trận, hãy thả bom trên đầu chúng tôi đi 45 ơi, vì địch đã tràn ngập rồi. Thì khi đọc xong cuốn sách đó, lòng tôi rất là ngậm ngùi. Và tôi khi đọc lại cuốn sách của anh ngày hôm nay viết, thì tôi lại bắt chợt được cái cảm xúc của mình khi mà nghe thấy là mình phải bỏ bom trên đầu của quân mình để coi như cái đồi đó bị sụp đổ và tất cả những người tan thành cát bụi. Thì cái cảm nghĩ của anh khi mà anh nghiêng mình, anh lái máy bay và anh bấm nút cho những trái quả tiễn cuối cùng của anh và các những phi cơ cùng chung để thả xuống đồi Charlie, thì cái cảm nghĩ của anh lúc đó thế nào? Chỉ nhắc đến một cái vụ đó, có lẽ cuộc đời tôi không bao giờ quên cái hình ảnh của một buổi chiều chập choạng vùng Tây Nguyên, khi mà vòm trời nó đầy lửa khói đạn và ánh hoàng hôn đã chợt tắt. Chập choạng thì tôi dẫn hai chiếc trực thăng võ trang trên đường về Pleiku, thì tôi đột nhiên nhận lệnh là phải trở lại đi yểm trợ cho mặt trận. Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao đã tối rồi mà tôi đã làm việc nguyên ngày rồi, bây giờ làm sao thấy được mà đánh cái trận đấy. Thì tôi, nhưng mà cái lệnh của cấp trên tôi phải thi hành, thì tôi được lệnh quay trở lại Võ Định và chờ đến vòm trời Võ Định, là cái đó là bộ chỉ huy của căn của lữ đoàn dù, lữ đoàn hai dù. Thì tôi chờ và được lệnh là khi đó là phi trung tá, thiếu tá phi đoàn trưởng của tôi là đang ba chiếc chiếc chỉ huy đã chở bộ chỉ huy lữ đoàn dù, thì ra lệnh cho tôi rằng tôi phải chờ trên vùng vòm trời này để có hai bốn chiếc trực thăng của hai phi đoàn bạn đến, và tôi sẽ hướng dẫn tất cả là 6 chiếc vào để yểm trợ cho một cái gọn đồi Charlie. Thì gọn đồi Charlie đó nó nằm ở bên quốc lộ 14, ở bên giữa Kum Tum và Tân Cảnh. Là tôi đi yểm trợ bao nhiêu ngày cho cái mặt trận đó, và mặt trận đó rất là vùng cục khốc liệt. Cái lữ đoàn dù đó là cái đơn vị của họ đó, là một đơn vị mà là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Họ được huấn luyện để tấn công, để về một lực lượng di động, mà bây giờ họ bắt họ thủ trên ngọn đồi đó được vây bủa với những lực cộng sản, và nó
quyết chí là nó sẽ dứt nạp cái nguồn đồ sạc ly đó. Tại nguồn đồ sạc ly đó phải thanh toán trước khi nó cộng sản nó vào mặt trận Kon Tum và xuống mặt tiếp đến là nó sẽ thanh toán Pleiku. Thì còn đồ sạc ly cũng như cái vòng canh ở trên đó nhìn xuống, và nếu nó chiếm được nguồn đồ đó thì cái lực lượng bên dưới sẽ bị đe dọa. Cho nên nó bất cứ hỏa lực nào là nó dồn hết nó cũng cái căn cứ đó. Tôi nhận thấy rằng hàng ngày mà tôi đi yểm trợ tiếp tế, hàng ngàn trái pháo kích xuống, nó tan nát thành bình địa. Một người bạn của tôi là trong cái vụ tiếp tế đã bị pháo kích và bị bắn cháy ngay trên ngọn đồi sạc ly đó. Hình ảnh tôi không bao giờ quên được. Thì khi mà tôi nhận, khi buổi chiều đó, lúc đó thì là một đời chập choạng tối mà mờ, thì tôi được lệnh bắt đầu dẫn 6 chiếc trực thăng vào yểm trợ. Thì tôi mới hỏi chiếc chỉ huy là cho tôi biết vị trí tác xạ. Thì cái người phi đồng trưởng là người ba chiếc sạc ly đó, chỉ huy đó nói rằng anh tác xạ ngay trên đỉnh đồi sạc ly. Tôi nghe tôi bàng hoàng sững sờ. Tôi nói xin lặp lại, có phải tôi tác xạ ngay trên đỉnh đồi sạc ly không? Nói đúng năm, chỉ rất đơn giản thôi, lạnh lùng. Thì tôi biết rằng là cái giờ phút cuối cùng. Giây phút cuối cùng đã chấm dứt cho những chiến sĩ dù họ đang vật lộn với quân thù, và binh chủng dù đã bị tràn ngập bởi một biển người mà tụi nó đã lao vào như một con thiêu thân, đã hàng ngàn xác chết đó đó. Nhưng mà tôi phải theo lệnh, và những khi mà tôi bắn những trái hỏa tiễn xuống thì tôi biết rằng sẽ mang theo những người chiến sĩ của tôi. Và đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng trước sau gì họ phải đi tới hoàn cảnh đó, thì có lẽ là tôi phải thi hành. Và tôi an ủi rằng những một người lính dù ra đi có thể mang 10-20 người đi theo họ. Và cái đó là cái hình ảnh tôi nhớ tới bây giờ. Thưa anh, tôi đọc cái đoạn đó thì tôi rất là xúc động, bởi vì tôi nhớ lại cái bài viết của tướng Lê Văn Hưng, của anh Trung tá Nguyễn Văn Dưỡng viết. Anh viết là mặt trận An Lộc có những sự thật chưa bao giờ được kể. Thì tôi đọc cách đây 4-5 tháng rồi, bỗng dưng tôi qua cuốn tập chuyện Trên Vòm Trời Lửa Đạn của anh, tôi cảm thấy rằng có một cái gì đó anh tả lại nó nhiều chi tiết hơn, xúc động hơn. Thành ra tôi biết rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngoài tài đánh giặc còn có văn tài, viết văn rất là hay. Và cuốn sách Trên Vòm Trời Lửa Đạn chúng ta cũng cần phải, những người nào chưa biết đến trận chiến cũng cần phải đọc. Bởi vì Vĩnh Hiếu là đại diện cho một người lính không quân mà trong cuộc chiến thì rất là xuất sắc, nhưng mà viết văn thì không thua gì những nhà văn chuyên nghiệp. Không biết có thể là gọi anh là nhà văn được chưa, nhưng mà tôi cũng từng viết sách, nhưng mà tôi thích gọi anh là phi công Vĩnh Hiếu hơn, bởi vì đó là tượng trưng cho một cái gì rất là hào hùng của một tuổi trẻ Việt Nam trong thời chinh chiến, mà mấy anh phải xếp bút nghiêng để lên với gia thân vào chiến trường để mà bảo vệ cho miền Nam Việt Nam. Nhưng tiếc rằng chúng ta đã bất lực, và để giờ phút này chúng ta đành thua cuộc ngồi đây và ngậm ngùi. Xin trả lời chương trình cho anh Hải Lăng. Thưa anh, cái anh nói là đồng minh đã bỏ rơi chúng ta, nhưng mà nói tóm lại là người Mỹ bỏ rơi chúng ta. Thế mà tại sao chúng ta lại được người Mỹ đón tới cả hơn 1 triệu người miền Nam Việt Nam? Vâng, thưa anh, tôi chỉ nói rằng tôi không đồng ý về cái đường lối chính trị của chính phủ đương thời trong giai đoạn đó. Nhưng mà riêng về cái dân chúng Mỹ thì tôi cũng là một người tị nạn sau 75, thì tôi thấy rằng người dân chúng Mỹ là một cái dân tộc mà đầy tính nhân bản, họ đầy lòng nhân đạo và cái lòng thương tế gọi là vô biên. Cho nên tôi rất cảm ơn những cái gì mà dân chúng Mỹ, xã hội Mỹ đã cho tôi trong giai đoạn mà tôi lưu vong trên cái đất xứ lạ quê người này. Như vậy người dân Mỹ hết sức. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi sẽ xin tạm ngưng vài phút để chạy quảng cáo, và chúng tôi sẽ bước lên đoạn kết của chương trình. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ lại. Xin cảm ơn quý vị.